Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chocho World Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Suebi, những đứa con của chiến thần phương Bắc. Ở tập trước ấy thì mình đã thực hiện một cuộc chiến có thể nói là rất nhanh để chiếm đóng toàn bộ cái vùng Macedonia này rồi. Tất nhiên mình cũng bao gồm đánh một số thằng, và bây giờ cái vùng này nó thuộc văn hóa Hy Lạp, các bạn nhìn này. Hellenic. Văn hóa Germanic của chúng ta thì cũng đang bắt đầu phát triển, nhưng mà để mà có thể ổn định được thì chưa, và chắc chắn một lượt tiếp theo sẽ có nổi loạn ở đây. Mình sẽ phải dẹp loạn khu vực này đã, và khi mà ổn định được Trị An thì mình sẽ tính đến cái việc là đổ bộ sang đảo Ý, sang bán đảo Ý. Sẽ có một cuộc chiến với người La Mã. Tất nhiên là như vậy. Vùng này cũng vậy, mình đang cố gắng ổn định được và mình đang mua quân cho quân đoàn này. Thì bây giờ quân đoàn này thì từ đó mình mua cung thủ rồi đúng không? Mua xe bắn đá này. Và đây, chúng ta sẽ sử dụng cái đơn vị lính này. Lính này thì không ăn thua lắm nhỉ. Máu thấp. Đây, mua kém toàn bộ. Sail Maiden, không ăn thua. Đây, Berserker. Đó là những kẻ... cái đơn vị quân này nó rất ít các bạn. Nó chỉ có 80 đơn vị lính thôi. Và những cái đơn vị lính này thì các bạn không nên dùng để đánh nhau lâu dài cú nhây. Các bạn nên dùng nó để như một lực lượng thiên về kỹ năng sốc, gọi là đánh frenzy. Có nghĩa là chúng ta sẽ đánh sốc đối phương. Tại sao mình sử dụng cái đơn vị này thì để sau các bạn xem, các bạn sẽ thấy. Bởi vì nó rất là trâu. Nó nghĩa là khi mà để mà nó đánh phục kích đối phương, tập kích đối phương thì nó rất là hiệu nghiệm. Mặc dù là đánh lâu dài thì nó không ăn thua. Đã chơi đứt là phải chơi những đứa con của sói, à của gấu à. Kinh quá. Quân đoàn này là của các nữ tướng này. Đây là quân đoàn rất tuyệt vời. Mình sẽ đưa quân đoàn này đi sang. Và nhiệm vụ của quân đoàn này là tiêu diệt La Mã. Đảo qua cái tình hình ngoại giao thế giới xem có vấn đề gì không. Greetings, my friend. Hai thằng này nó liên thủ và nó đánh nát gần hết bọn kia rồi. If I can give you a fair... Thanh niên này. Speak, my friend. And burden on behalf of my people. Thanh niên này cũng phát triển rộng ghê nhỉ. Thanh niên này. Ai chả. I will be a patient audience for your speech. Be sure that you. Khá rộng đấy. Nói chung thì bây giờ thì mình cũng không ngại nhiều nhiều lắm. Kinh tế của mình cũng tạm tạm, mặc dù mình chỉ kiểm soát được cái vùng lãnh thổ khá là nhỏ đây. Một vùng, hai vùng, ba vùng, bốn vùng, năm vùng thì đó thôi, năm sáu vùng thì đó, mà mình đang nuôi một cái lực lượng quân sự cũng khá lớn. Nhưng mà không sao cả. Về mặt tổ chức thì chúng ta hiện tại giai đoạn này mình đang kiếm tiền nhờ giao thương rất mạnh. Thế là mình cũng không lo lắm à. Không cần lãnh thổ rộng. Thanh niên này thì mình giúp khôi phục lên nên nó là đồng minh quân sự của mình rồi. Nó rất là thân thiện với mình luôn, bởi vì mình khôi phục quốc gia của nó lên mà. Có thể thanh niên này sẽ phải hy sinh. Có điều là lúc nào thì mình chưa biết. Hiện tại bây giờ lãnh thổ mình ở khu vực phía đông thì phía bắc thì rất là ổn. Nhưng xung quanh toàn những thằng, nói chung là nó cũng khá là thân thiện với mình. Mặc dù mấy thằng Đức này và mấy thằng Dợ này thì kiểu gì chúng nó cũng sẽ đánh lẫn nhau. Nhưng có lẽ mình sẽ tiêu diệt mấy thằng Dợ này để thống nhất các tộc Đức. Đấy. Nếu mình kiểm soát được hai cái thành to này và cái vùng này thì sẽ có rất lợi thế cho cái vấn đề phòng thủ của mình. Đấy, trước La Mã. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng chưa muốn, mà mình muốn đánh nhau với La Mã cơ. Bây giờ thì tạm thời thế đã. Một cuộc đổ bộ sang đất của La Mã thì La Mã kiểm soát toàn bộ miền Nam Ý rồi. Toàn bộ đảo Ý rồi. Như vậy nó rất thuận lợi. Phía Nam thì thanh niên này à. Có vẻ như Carthago, đồng minh của mình, đang bị tấn công rất dữ dội.
Mà có gì đảm bảo rằng anh ta có thể trụ tiếp được ở đây? Kệ nó thôi. Sao La Mã này nó... La Mã nó đang có một cuộc chiến khá mạnh. Nó đang chiến tranh với thằng này. Bây giờ thì mình chưa 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 làm gì được cả, bởi vì trị an của mình đang rất thấp. Cái vấn đề của người Đức đó là khi mà các bạn bắt đầu kiểm soát được thì một cái vùng lãnh thổ nào đấy bạn mất rất nhiều thời gian để ổn định văn hóa. Thế là chắc lượt này mình sẽ phải mất khá nhiều lượt để ổn định cái vùng trị an cho cái vùng này đã. Anh em có thể thấy là liên tục có quân đảo chính, quân nổi loạn nó xuất hiện. Điều đó thì My cũng không people không không can sao lắm only đâu, nhưng mà quân nổi loạn nó xuất hiện liên tục. Và nó thông báo là lại có một cuộc nổi dậy xuất hiện. Chúng ta sẽ cộng vào đây để tăng sát thương cho cung thủ đã. Tăng sát thương và tầm bắn rất tuyệt vời. Chị An thì tăng đấy, nhưng bởi vì có quân đồn trú đóng thôi. Còn nếu không, đây hai quân đoàn full đóng nó mới giữ được chị An. Vãi cả cái vùng này, bây giờ phải lên được cái này để xây thêm một cái điện thờ nữa thì mọi việc mới ổn được. Chị An của mình nó vẫn thấp quá. Thực ra thì mình cũng không cần quá nhiều quân đoàn đi sang nước quân đoàn của nhà vua có lẽ sẽ được cử về đó nhỉ. Rồi, ta sẽ giải quyết đám nổi dậy này. Đồng thời là chúng ta cứ cho quân các cái đơn vị quân của phe khác nó đánh trận này thì nó cũng tăng được cái điểm trung thành lên. Nó được cộng thêm cái điểm trung thành. Rồi ok. La Mã, một thế lực mới, thế lực mạnh lớn ở mình chưa biết tấn công La Mã từ hướng nào nữa. Nếu mà mình đánh theo hướng này vào sao cái tỉnh này bây giờ lại thuộc Athens rồi à? Thằng Athens nó chiếm được cái tỉnh này à? Khỉ thật, chắc không chiếm được lâu đâu. La Mã nó xuống nó đập cho bây giờ. Bây giờ quân đoàn của nhà vua ra đây đã. Quân đoàn của nhà vua sẽ được rút về để mình sẽ chuyển lốt các đơn vị cung thủ này sang để cho nó toàn độ bộ đội quân của nó là nữ hết. Đây rồi, một quân đoàn mà toàn các nữ tướng, nữ chỉ huy. Bỏ cái đội Urazaspi này đi thì kể cũng hơi tiếc nhỉ, nhưng mà đến giai đoạn này thì chúng ta cũng cần thay cái đơn vị này đi thôi. À không, cho vào cái đội quân của phe khác này cho đỡ phí. Chúng ta sẽ thay xây nhiều cái điện thờ lên đó. Xây điện thờ thì tăng trị an tốt hơn. Rồi, cái văn hóa Germanic nó đang tăng dần rồi thì cũng không đáng lo lắm. Quân đoàn này sẽ có nhiệm vụ chuẩn bị tấn công sang Ý nè. Athens. Có thể bổ sung thêm hai quân đoàn nữa, nhưng mà chắc là kinh tế của mình chưa cho phép. Trừ 25%. Không được. Giảm hiệu quả của tầm chỉ huy thì không được đâu. Và đấy là cái chỉ số cuối cùng sống còn đối với một faction Đức. Thằng này quân nó mạnh thế nhở? Toàn lính đời cuối này. Ô vãi trưởng. Đất của nó thì sắp có nổi loạn đến nơi rồi. Vậy là nó còn đi đâu nữa. You honor me with your worthy presence. I am but a humble servant of Pharaoh, lord of all true. Ai Cập này mới tìm ra, mới phát hiện ra Ai Cập.
Thôi kệ. Quân đoàn của nhà vua. Dù sao phải cho cái đội là Vua Jaspi đấy cho mấy cái thằng một phe khác nó cũng cầm cũng được, bởi vì nó mạnh về phòng thủ mà. Nhưng mà đi đánh nhau mà dùng mấy anh Vua Jaspi, mấy anh Spi đấy thì khá là vất vả. Bởi vì là nó cái đam của nó thấp quá. Nó nói chung thì ready for orders. Đây rồi. Gửi toàn bộ cho anh. Ready for battle. Move out. Về đây mua quân. To your duty, my warriors. Thirsty for battle. Rồi cái quân đoàn này như này thì là ổn rồi. Nếu mình không nhầm mình vừa nâng cấp xong cái kiếm rồi. Rồi đấy. Ui dồi ôi, bọn này đam to phết đấy chứ. Này đam nó rất to. Nhưng mà mỗi tội là giáp và phòng thủ nó rất là cùi. Cái đội này thì so với Swordmaster này thì không mạnh bằng, yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà nữ thì không thể mạnh bằng nam được. Nhưng mà chúng ta phải có những đội quân nữ đánh nó mới chất, nó mới phong cách. Thằng này đánh xong rút về à, không dám chiếm à. Thằng La Mã chuẩn bị nó sao nó chiếm bây giờ. Có khi mình đánh từ phía nam Ý lên thì hay hơn nhỉ. Có một cuộc đổ bộ vào đấy là tấn công luôn. Cần phải thời gian là ổn định mấy cái vùng này. Bây giờ nâng cái móng ngựa lên tiếp đã. Cái vùng này Germanic vẫn đang tăng, tốt rồi. Cố lên đi. Văn hóa của mình tốt rồi, tất cả các vùng đều đang tăng trưởng về vấn đề trị an. Như vậy thì ổn. Về mặt lý thuyết mình có thể thành lập thêm hai quân đoàn nữa. Together we achieved much. Bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Mấy thằng Sparta này chán sống rồi. Một chán sống rồi sao mà dám bỏ hiệp ước với mình? Ribbon Banquet. Mấy cái sự kiện này. Welcome, friend to be of Pharaoh, the master of two houses. Xử lý luôn nào Athens thì sao nhỉ? Dù sao mình cũng muốn chiếm cái khu vực này để có thể tuyển đội cung thủ Creighton Archer. Đồng thời mình có thể kiểm soát được một cái bán đảo như này cũng rất tuyệt. Nhưng mà thế thì lại mất điểm với bọn Ý lắm. Mình thì lại đang cần chiến tranh với La Mã mà bọn đấy thì nó đang chiến tranh với La Mã. Lấy luôn quân của bọn này sang cho nó nhanh. Hay quá. Quân đoàn của nhà vua, giáp gần như không có nhưng mà tấn công cũng như phòng thủ cận chiến của bọn này rất mạnh. Máu 70 nghĩa là nó mạnh ngang Sparta. Mặc dù đã đam của nó thì cũng không phải là cao lắm. Rồi không sao. For the tribe. Athens. To sail.
Tiếp tục xây dựng các cái công trình này lên đấy. Văn hóa Japonic vẫn chưa thể chiếm được đa số. Tuy nhiên là mình cũng đã kiểm soát được khá rộng rồi. Greetings. Cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau rồi. Do not waste time on ill-chosen words. Cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Chưa phải lúc này. Tăng cải tạo văn hóa, tăng thu nhập từ các vấn đề. Cộng 12. Cộng 10 trung thành. Tăng điểm ảnh hưởng cho phe khác lên và tăng trung thành cho nó à. Cũng được. Tại sao leader lại là nữ nè? Ô vãi thật. Biết ngay thằng La Mã nó chiếm lại ngay lập tức. Cần có một cuộc đổ bộ sang bên này đã. Nhưng mà trước tiên thì mình phải cho cả hai quân đoàn King và nhà vua đấy. Nhà vua. Và nếu không nhầm đây là một nữ tướng của phe mình nữa. Sẽ trực tiếp chỉ huy trận đánh này. Xuống đây cố gắng tuyển được mấy thằng cung thủ. Đây rồi. Caitlyn Archer thì rất là mạnh. Điều đó là không phải bàn cãi. Creighton Archer thì rất mạnh. Thế là một tướng của phe mình chứ. Nền kinh tế của mình cũng khá nhỉ. Cho phép mình có thể phát triển thêm quân. Nữ tướng này là của phe. Mình làm gì có nhiều nữ tướng lắm đâu. Đúng rồi. Mỗi nhà vua này. Đây. Hai vợ chồng nhà này đều cầm quân. Đây à? Rồi mua quân đi. Ok. Mua quân đã. Chiến đoàn của phương Nam của mình ổn rồi. Xuống đây để mua quân. Đây là tướng của phe khác. Chuẩn bị cho cuộc đổ bộ. Một cuộc đổ bộ tấn công lên đảo Ý. Nếu mình tuyển cái đội cung thủ Creighton Archer thì... Đây
ấy sẽ là đội cung thủ mạnh nhất của mình luôn. Không được. Một cuộc chiến ở khu vực Trung Đông không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Những hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đã bị xóa bỏ. Sắp qua chiến tranh rồi. Có lẽ đánh từ miền Nam nước Ý trước. Quân đoàn này sẽ tấn công từ miền Bắc, giải quyết hai cái thành trì của nó. Nhà vua sẽ không cần phải đánh trận nhiều mà sẽ cho đội nữ tướng kia đi đánh trận nhiều. Như vậy nó mới thú vị. Mặc dù là nữ tướng nó yếu hơn, yếu hơn so với quân đoàn kia, nhưng mà đánh như thế nó mới thú vị. Rồi chúng ta sẽ lên cái móng ngựa đây nữa. Chị An lại tụt rồi, thật là khổ sở. Lại đứng về đây để hồi chị An đã. Các bạn nhìn nào, xây rất nhiều đền thờ rồi, nhưng mà thậm chí văn hóa Japanese đã chiếm đa số rồi, nhưng cái chị An nó vẫn chưa thể tăng được. Cứ bình tĩnh, quân đoàn của nhà vua cũng sắp sang ra đến nơi rồi. Cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Không, chưa phải lúc. Chưa phải lúc này. Tăng tốc độ nghiên cứu vào mảng dân sự hay quân sự. Bây giờ mình đang cần nghiên cứu về mảng dân sự nhiều hơn. Trước tiên đó là mảng chính trị đó. Tăng thuế và tăng public order này rất cần để khi chúng ta đi bắt đầu sang bước sang thời kỳ đế quốc, chúng ta bắt đầu đi xâm lược thì chúng ta cần phải tăng nhanh cái đó. Về mặt công nghệ ấy, các bạn đây này, khi nào các bạn muốn mở rộng lãnh thổ, và đây nó giảm cả đây cái nhánh bên dưới giảm 10% corruption cho chúng ta đấy. Cái nhánh chính trị này rất quan trọng khi các bạn bắt đầu bành trướng lãnh thổ. Rồi bình tĩnh. Quân đoàn của nhà vua đấy, không thể ẩu được. Kathagi. Có thằng Kathagi mất đất cuối cùng rồi à? Thành lính du canh du cư rồi à? Ai chả, thằng La Mã. Nhưng mà ôi thằng La Mã nó chiếm được trên này được à? Thế thì căng rồi, phải cử ngay một quân đoàn lên đây rồi. Đây rồi. Chị An của mày có một quân đoàn đóng mới giữ được ấy. Mình biết mà, mình kiểm soát được cái tỉnh này thì mình sẽ an tâm hơn. Một cuộc đổ bộ lên đất của La Mã. Gold freely. No, chưa phải lúc em ạ. Tình hình chính trị của anh chưa cho phép anh có thể đồng minh với khóa nhiều người. Và Kathagi đã bị sụp đổ. Cháy lớn ở đâu ấy? Khỉ thật. May mà cái vùng này chị A nó tốt, nên là cháy cũng không bị vấn đề gì lắm.
mất tí xem nữa. Đằng nào cũng chưa lên được. Đây. Từ từ đã. Cứ bình tĩnh. Chiến tranh không dành cho những người thích nóng vội. Vây hãm thành này. Một quân đoàn Lê Dương số 4 đã bị vây hãm ở đây. Welcome, worthy. I will take what? Ai giả thằng này là một thế lực lớn ở đây rồi. Người Pháp vẫn kiểm soát ở vùng này à? Thanh niên này có vẻ hổ báo nhỉ, ban đầu nó chỉ là một cái làng rất nhỏ. Bây giờ nó cũng trở thành một thế lực lớn như này cả. I will be a patient audience for your speech. À, Carthage đã kiểm soát được toàn bộ vùng này. Nó lại liên minh được với thằng này nữa. Chà. Athen lại chiếm lại được cái cảng này à? Thằng Athen này lắm chuyện quá nhỉ? My people got... Nó bị nhốt ở trong đấy, nó muốn thoát ra ngoài bằng cách hiệp ước cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ nhỏ. A token, perhaps a modest gift of coin. Thật là khó. The love of gold can stir evil in men. Bình tĩnh đi. Nếu như có một cuộc nội chiến với người Đức thì sao nhỉ? Anh già. Ôi, nó tấn công vây hãm thành và. Ôi, bọn này nó còn đông quân lắm, nó đánh phản công lại được ngay. Chỉ lo là trước khi kịp phản công cũng chết mất rồi. Hay quá. Ba đội cung thủ Creighton Archer. Athen nó làm trò gì dưới này nhỉ? Ready for orders. Disembarking now. Chưa phải lúc. Oh, father be praised. How can I help? Your reputation precedes you. Hay quá. Mở được đường biển ra rồi. It is good when friends come together. You honor me with your worthy presence. I am but a humble servant. Carthage mở được đường ra biển rồi. Phía Bắc một cuộc chiến với người La Mã chưa thể kết thúc được. Mình cần kiểm soát được cái tỉnh đó, rất quan trọng. Kiểm soát được cái tỉnh đấy thì... The love of gold can stir evil in men. Bình tĩnh đi em. My people can know. Bình tĩnh đi. Gold freely given and great. Chưa phải lúc.
Ôi chà, thằng Athen nó chiếm được khu vực phía nam này rồi thì hơi dở cho mình đấy nhỉ. Mình đang cần cái khu vực đấy mà nó lại chiếm mất mình. Upkeep cũng không cao lắm, chất lượng lính tốt mà. Cung thủ Clayton Archer thì không phải chê rồi. Mình đất này sớm hay muộn sẽ có đổi loạn. Mình sẽ lợi dụng để làm kiếm trác đã. Thôi kệ rồi. Kiếm tí tiền đã. Chiến tranh là không thể vội vàng. Bổ sung quân đã. Finding shelter. Fight with us. It's a good life. Đưa quân lên phương Bắc. Thằng này không có bộ binh mạnh. Thằng này thì tạm. Thirsty for battle. Bọn này gớm ghê nhỉ. Vây hãm đồng minh của mình. I dare not ask much for my people. Only a single payment to replenish our... Nói chiến tranh với cái thằng Thaxia. Mấy thằng Athen. Mấy thằng Athen rảnh rỗi. There is much to be said for... Mấy thằng Athen rảnh rỗi chiến tranh với mấy thằng Thaxia. Kinh tế của mình đã sụt giảm rất mạnh đấy. Nhưng mà mình đã đầu tư quân sự khá nhiều. Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and ha. I will take word of our greeting. Be most welcome, friend of Pharaoh. Fertility. Thằng Ai Cập này sao nó chảnh thế nhỉ? Honesty is the highest form of respect, and so I give. Rồi, thanh niên này bị mất lãnh thổ à? Vẫn giữ được, bởi vì nó chỉ kẻ thù ở một phía. Hết lương thực và sắp có nổi loạn, bọn này sắp mất thành rồi. Chuẩn bị. Thằng này mà nó chiếm được thành này mình sẽ giải phóng lãnh thổ. Chị A tụt ầm ầm luôn. Vãi thật. Nhiệm vụ là tấn công ở đây. Có thể là mình sẽ khôi phục một cái nước ở đây lên. Có nên tiêu diệt thằng Athen không nhỉ? Gold freely given and gratefully accepted is a... Athen nó đang đóng quân khá nhiều trên đất của mình. Một cuộc chiến vào lúc này là chưa hợp lý.
cộng 10 trung thành hay là thêm một nữ tướng. Thôi trung thành đi. Bọn cướp bóc nó cướp hết vùng này rồi. Thằng này quân của nó rất mạnh đúng không? I look forward to your wisdom, but I trust. Our warriors are needed elsewhere. Welcome, worthy friend. Thằng này bị mất lãnh thổ rồi. Quân thì chưa lên. My friend, be well. Mình không thích chiếm nhiều đất quá. Chiếm nhiều đất chỉ tổ tham nhũng, trừ những cái vùng nó quan trọng. Mua thêm vài quân đoàn nữa ra đóng ở các cái vùng trọng điểm quân sự của mình. Gold freely given. Thằng này chiến tranh với Athens. I dare not. Ôi, bọn này sắp dẹo rồi. Thế lực của bọn phương Đông mạnh hơn à? Cứ để cho chúng nó đánh nhau. Mình đâu có nhiều tiền để có thể nuôi được chúng nó nữa. Can I finish my wine? Kill them! March! Leave no one alive! Lính La Mã ra yểm trợ mình trận này à? Ôi sao lắm kỵ binh thế? Lắm kỵ binh này thì không tốt lắm. Cho mấy thằng La Mã lao lên chết trước á. Rất là nhiều kỵ binh. Trận này khó cái là chúng nó rất nhiều kỵ binh. Chúng rất nhiều kỵ binh. This is what we fight for, my brave warriors. Ô, mấy thằng dợn đứng đội hình chả ra đâu vào đâu cả này. Đứng nôm nha nôm nhôm này. Không thấy nó đứng thẳng hàng lối giống như là La Mã. Đội này đội rìu một tay à? Một tay cầm khiên, một tay cầm rìu. Đội này là đội chuyên chặt chém này.
Tất cả quân đội của chúng ta đều có khả năng tấn công kiểu Frenzy. Đây gọi là say máu, nó sẽ tăng rất mạnh vào đam. Lính này là lính Kathagi, lính nổi dậy người Kathagi. Nửa cái đảo Sicily thuộc quả kiểm soát của người Carthage. La Mã cùng mình tham chiến ở trận này, trận sau mình đập luôn La Mã. Nó có Princess. Princess rồi. Mạnh đấy. Binh của nó thì không sợ. Thực ra khi update lên mình mới thấy bọn AI nó bật đội hình kim cương để nó khi tấn công. Còn bình thường mình chả thấy bây giờ nó đợt bật đội hình kim cương tấn công. The enemy is attacking our ally. Đồng minh của chúng ta đang bị tấn công. Warriors eager for blood. Đội vác gì rồi? Tấn công cho anh. Tấn công kiểu Frenzy. Ai giả đánh nhau kỵ binh của mình à? Noob Rider đâu phải dạng vua. Noob cũng là quý tộc đấy các bạn. Không phải đùa đâu. À, cái gì cơ? Quân chủ vẫn bắn được à? Mày thích bắn này. Đội cung của chúng ta cũng toàn nữ. Đâu rồi đội này đâu rồi? Chém luôn cho anh. Pháo không bắn nữa. Pháo bắn vào đây chết bố con mình chứ. Nào đội nữ đâu? Chém. Tấn công kiểu Fancy cho anh. Bỏ qua phòng thủ cận chiến phòng thủ. Tôn cất vào sát thương. Ủa, bổ ác thế.
bậc thầy về phòng thủ đánh nhau với bậc thầy về tấn công nào. Ai cả em này máu me bé bét rồi. Our general is under attack. Tướng chúng ta đang bị tấn công à? Thằng nào mà tấn công được tướng của mình? Xong rồi. Tình hình là mấy anh La Mã chỗ này sắp dẹo rồi. Quân đội này toàn nữ là nữ thôi các bạn. Ngay cả đội cung thủ cũng là nữ. Mình cũng không có ý định thay đội cung thủ này bằng Creighton Archer. Mình sẽ để nguyên cái đội hình này. Bởi vì đội hình này tuy là cái đội cung thủ nữ này nó yếu nhưng mà nó đặc sắc của người Đức. Bởi vì nó đặc sắc lính Đức. Nếu thích thì có thể thay đổi đội kỵ binh bằng đội kỵ binh của Italia để cho nó đặc sắc. Nhưng mà sẽ là dành cho quân đoàn khác, còn quân đoàn này sẽ đặc sắc quân Đức. Mấy em cầm xìu hai tay kia chém chất lắm. Tướng bây giờ mới lên cấp 3. I live to serve my people. As you request, we love the open road. Cái thay này có những cái quân gì nhỉ? Mà phá nát bét ở đâu? Nhưng mà kinh tế của mình đang thảm hại quá. Greetings, friend foreigner. Greetings. Divine Pharaoh, strength be his, will bless you. Chơi được với thằng Ai Cập chắc là lên được khá đấy. Ôi ôi, lên hơn 1000. Lên được hơn 1000. Có một vụ ám sát à? Thật là thú vị khi chúng ta sẽ đề nghị Greetings, friend. Greetings. Will you have wine, fine olives, or agreeable talk? Chúng ta sẽ đồng minh quân sự với thằng Athens á. Chiếm tỉnh này cho anh. Trời ơi. Thôi khỏi. La Mã đây đâu có quân. Sửa chữa lại cái cả này. Bọn này nó phá tan tành cái vùng này. Quân đoàn của nhà vua sẽ tấn công ở đây. Ây giả ơi, đến Lê Dương La Mã đông thế. Đến La Mã đông thế. Đánh nhau với quân La Mã thì chúng ta không nên leo thành. Leo thành không ăn thua. Phá tường thành xông vào. Đánh nhau với thành của bọn dợ thì chúng ta mới leo tường vào thôi. Trận này thì các cái bọn gọi là tấn công liều chết nó sẽ có việc để làm.
Nếu mình không nhầm thì chỉ có mỗi con Đức này là mới có kiểu tấn công Frenzy thôi. Đây. Đây này. Frenzy. They will bleed for us. Thời tiết là sương mù. Cứ để mấy cái thang đã. Chưa biết được có dùng hay không. Ồ. Give them fire. Swordmaster thực ra vẫn là lính chất nhất. Đội cung này thì có thể so mình thay. Cũng có thể mình sẽ mua vài đội kỵ binh của là Italia, quý tộc Italia. Cái đội mà các bạn chơi xem chiến dịch Sparta của mình các bạn đã nhìn thấy rồi đấy. Xe bắn tên thì nó cũng không bắn tới đâu. Nhưng mà cứ phá nó đi. Tầm bắn của nó đến đâu. Rồi mới xem mấy anh Berserker. Mấy anh này trèo lên tường thì chết rồi. Bọn này nó không có giáp đâu mà. Nó đeo cái con gấu ở trên đầu, nó quấn con đầu con gấu này. Bọn này đúng chất của lính điều chết này. Khả năng tấn công cũng như phòng thủ cận chiến rất cao nhưng giáp hầu như không có. Quân Đức này kể ra nó cũng có những cái hay thật, nó có những đơn vị quân thiên về phòng thủ, cũng có đơn vị quân thiên về tấn công. Murazaspi là đơn vị thiên về phòng thủ. Trong khi đó Berkasser thì là một trong những đơn vị thiên về tấn công. Rồi chúng ta sẽ phá tường thành xuống, tháp canh. Mãng Godan à? Tất cả bọn này đều thờ thần Godan hết. Mình đã nói thần Godan ai rồi đúng không? Thần Godan chính là chiến thệ vị thần tối cao của Bắc Âu. Con thần chiến tranh. Các cái vị Swordmaster này nó gần, nó có thể coi như giống như một dạng, giống như kiểu là rất là toàn diện. Các bạn có thể thấy các cái chỉ số về giáp cũng như phòng thủ, là phòng thủ vận chiến, tấn công của nó không cao lắm nhưng phòng thủ của nó rất chất. Mà máu của nó thì rất là cao. Our hidden units have been discovered. Xe bắn đá này làm sao mò ra đây này? The enemy's tower has been destroyed. Longbow Hunter, đó là cung dài, thợ săn cung dài. Đội Longbow Hunter này sang đến Attila bắn khủng khiếp lắm, đùa đâu. Germanic Warriors. Có chiến binh ở Germanic à? Ballista.
The enemy's tower has been destroyed. Được, kỵ binh này cũng mạnh mà nhỉ? Máu cũng được, giam đam được, cần gì phải dùng đến kỵ binh của La Mã đâu. Đậm chất người Đức. Chưa kể charge bonus của nó cũng rất cao nữa. Đặc điểm của quân Đức là charge bonus rất cao. Phá tường này cho anh, phá tường này. Đục một cái lỗ đây để chui vào. Tấn công lũ trên tường nó cho anh. Chạy loạn này. Úi xổi ôi, có vài thằng bị rút rồi. Đó rồi. Phá khúc này nữa. Ai giả bắn đạn. Chết cả lính trên tường đó. Nó đang rút quân đi à? Đứng ở đây à? Chạy à? Phát nữa sập. Mày không chịu chạy à? Đây nữa. Bắn vào đây. Bắn bọn trên tường này. Bọn này không chịu rút à? Chia làm hai cánh tấn công vào đó. Berserkers, warriors ready, melee warriors, Ultra swords, get running, sword masters, sword master. Longbow Hunter. Father! Sword Masters. Battle ready. The walls are breached. Pháo dừng tay. Không bắn nữa. Sword Masters. Ai giả? Ai giả? Ai giả? The battle is turning in our favor. Berserkers. Berserker xông vào, Frenzy đâu? Dù rồi, chém chết nó luôn. Berserker là tấn công theo kiểu Frenzy mà. Úi dồi ôi. Kiểu tấn công Frenzy. Đói, rất nhanh và gọn. One of our units has gone berserk. Ôi, vâng, một đội quân của chúng ta đang điên cuồng chém giết. Rồi, Soul Master, tiến vào.
Bật điên cuồng chém giết đấy, đúng rồi. Rồi, đội quân của chúng ta lại đang điên cuồng chém giết rồi. Rồi mấy anh vác gì rồi, chém đấy. Đúng rồi, bọn này nó vác gì nó chém là bọn làm mất tinh thần đối phương, rất sợ cái skill của nó đây này. Rồi cái này này, nó sẽ khiến đối phương hoảng sợ này. Đây đấy, trạng thái điên cuồng này. Wow. Ôi, bọn này nó chém gì không phải khí. Mấy thằng gì nó chém thì không phải được lập đội hình gì cả. Cứ nổi điên lên rồi là chém nhau. Rồi, mấy anh phát gì rồi. Chúng ta đã kiểm soát được thành phố. Vào luôn, từ đâu vào thành. One of our units has gone berserk. They will bleed for us. Tấn công chúng nó cho anh. Đúng rồi, điên cuồng chém giết đấy. Ấy, nó giơ tay đấy, hơi giống hệt như kiểu cách của mấy anh Long Ba. Bọn này nó chạy nhanh lắm nha. Úi dồi ôi, chém nhở. Úi dồi ôi, La Mã à. Úi dồi ôi, đùa với mấy anh Đức à, đùa với mấy thằng đầu gấu à. Đúng rồi, mà nó mà hình đầu gấu mà chạy luôn kìa. So Master rồi, tốt rồi, chạy vào thủ phủ nó xem. Ơ, mấy thằng vác gì luôn nhỉ? Đây rồi. Đội Soul Master mình chém chất lắm. Ai, mấy thằng cởi chân này này. Úi dồi ôi. Mấy anh kể chân. Cho mấy anh kể chân đi chặt chém mới sướng này. Cần gì phải cho đấy. Cần gì phải những đơn vị hạng nặng đâu. Mấy thằng này trên tường chết luôn à. Master. Our horses love blood. Một cái thành của La Mã, một trong những thành lớn thứ hai của La Mã. Kiệt sức rồi, từ đó. Long mình. Chắc cho nó chạy đến nơi cho nó nghỉ một tí rồi đánh nhau. Không cần giáp, đội này là đội không cần giáp.
Strappers ready! Our hidden units have been discovered! Berserkers! Berserkers trong lên! We are taking trophies! Bọn này nó không cần giáp đâu. Nó bỏ qua tất cả khả năng phòng thủ để rồi hết vào tấn công. Ui. Ai da. Còn chém lộn xộn quá. Mình không xem được. Mấy con lượn ra chỗ khác anh xem. Lại điên cuồng chém giết à? Đúng rồi. Sổ. Úi giời. La Mã còn quân đâu nữa nhỉ? Còn quân đâu nữa mà chưa chiến thắng? Noble Riders! Sword Masters! Hết rồi. Mấy chỗ này chỉ có toàn xe bắn đá thôi mà. Nó còn một cái đạo ở trên tường thành ra để bắn cho nó chết luôn. Soulmaster này là một đơn vị lính có thể gọi là cân bằng nhất. Tiên giáp của nó khá mạnh, máu cao, giáp cao, phòng thủ cận chiến đều tương đối cao. Nó không lệch như bọn này. Bọn này thì bỏ qua phòng thủ, bỏ qua khả năng che chắn để giáp để tăng toàn bộ vào tấn công. Và kỹ năng chiến đấu, bỏ qua kỹ năng bảo vệ để thay bằng kỹ năng chiến đấu. Berserkers. Berserker. Không cần mặc giáp. Bọn này đúng bọn đầu gấu. Đội cái đầu gấu trên đầu. Phá lốt cái tường này xuống cho chúng nó khỏi. Our hidden units have been discovered. Rồi. La Mã có những đơn vị quân khá chất đấy, nhưng mà ôi mấy thằng Berserker này nó chém cũng được của nó đấy. Thực ra mấy thằng này không đánh cù nhây được các bạn ạ. Mấy thằng chiến binh liều chết này nó chủ yếu nhiệm vụ của nó là gây sốc cho tinh thần đối phương và gây hoảng sợ khiến đối phương mất tinh thần để mà có thể kết thúc nhanh trận chiến thôi. Chứ còn để mà đánh một cách lâu dài thì vẫn phải dùng đến đội là Soulmaster. Và chắc chắn là như vậy. Ô, mình cộng vào cái gì đấy? 3 điểm vào đây kìa. 6 và tầm bắn cho các cung thủ và kỵ binh đánh xa. 12% vào giáp và 20% vào phòng thủ cận chiến. Ây da, bọn này phòng thủ cận chiến lắm. Giáp bọn này chất lắm. Cứ bình tĩnh. Mình chưa lên cấp. À đây rồi. Thành lập các cái hạm đội đó.
120 quân nhỉ. Đây này, khi các bạn chiếm được một cái cảng của La Mã hoặc là của Hy Lạp, các bạn đừng sửa vội cái công trình này, cứ để nó này thì các bạn sẽ tuyển được cái đội thuyền pháo này. Thôi mình thích dùng cái thuyền này hơn. Đấy. Chứ còn nếu các bạn chuyển đổi nó sang cái công trình của dợ thì bạn sẽ không chiếm được đâu. Be praised. On the move, lads. Defending our position. You honor us. I live to serve my people. Rồi, tham chiến cùng với thằng này. Sit, friend, and let us talk. And let us have good wine until we can talk no. I will take. Chúng ta cần có một sự đảm bảo ổn định ở đây. Ai ôi, nó có cả Soul Master đấy. Rất nhiều Soul Master. Được. Có cả Noob Rider và Soul Master, xem Soul Master đấu với những đứa con của gấu ấy. Các cái đơn vị Berserker kia nó gây hoảng sợ cho đối phương rất lớn, áp chế tinh thần, nó gọi là đánh theo kiểu là Frenzy, áp chế tinh thần đối phương là chính. Mình cũng thích đánh trời sương mù ấy. Đánh mãi trời sáng sủa thì nó cũng không thú vị lắm. Mấy thằng này nó có 80 đơn vị quân thôi, rất ít. Cho pháo tiến lên đây đấy. Đối với các đơn vị Đức này thì không được gì mà phòng thủ. Xông thẳng lên. Enemy reinforcements approaching. Đội nào đây? Johnson, ôm lên những kiếm binh được tuyển chọn kìa, những kiếm sĩ được tuyển chọn đấy. Tấn công kiểu Frenzy à? Đội này không mạnh lắm, đội này nó không phải được chỉ huy bởi tướng mạnh. Have been discovered. Berserkers, tremble before us. Putako! Rồi, cứ bình tĩnh đi. Đến gần đó. Đến thật gần đó. Rồi, tấn công. Tấn công. Thủ thủ bắn vào này cho anh. Đến thằng này đâu rồi? Điên cuồng chém giết đến thằng.
Berserker rồi. We will pierce their hearts. Sword Master. Tấn công. Kéo cờ của quân Đức lên. Chém không phải nghĩ mà lại ăn làm sao được mấy thằng đầu gấu mình. Rồi điên cuồng chém giết, đúng rồi, chính xác. Chém cho nó cho anh. Nút hot rồi. Nút hot này mạnh phết đấy, đùa rồi. Bắn tự do. Ai giả, đúng là nó cũng chất nhỉ. Lì phết này. Chưa đủ gây cho chúng nó hoảng sợ. Đáng speed của nó. Mày chết. Không biết có phải đám Berserker này sau nó được nâng cấp giáp lên thì nó thành Kodan Voran Gorios. Rồi, bọn kia bỏ chạy rồi, xông vào đây. The enemy general is dead. Tướng chết rồi. Đúng rồi. Rồi, Sword Master vẫn khỏe nhỉ. Nó chạy hết rồi, vỡ tan đội hình rồi. The battle is turning in our favor. Cho mấy thằng Berserker chạy rồi. Soul Master nó lì hơn nhiều. Con này chỉ được cái máu trâu. Huh.
tháp đến cuối cùng nó sắp sụp đổ. Chém. Úi dồi ôi, xuyên ngay tại trận này. Úi dồi ôi. Vâng, lại điên cuồng chém giết rồi. What the hell. Dừng. Chúng nó chạy hết rồi. Không dám đứng lại nữa. Mấy thằng này còn chưa đổ bộ vào à? Đổ bộ vào đây xem nào. One of our units has gone berserk. Lại điên cuồng chém giết rồi. Grappers ready. Điên cuồng chém giết. Thôi khỏi đuổi vào đấy. Quay lại. Nó vào rồi. Cho kỵ binh nó giải quyết bọn này. Ui dồi. Ai à? Sons of Woden Bow. Có mấy thằng đổ bộ nữa mà. Vào đây sẽ là. Nói chung cho mấy cái thằng gọi là Berserker để chủ yếu vào là đánh cho nó độc và lạ, chứ còn để mà đánh nhau bình thường các bạn cứ dùng cái đội đội Soul Master này để cho những chiến binh có thể nói là cân bằng nhất, công cũng được, thủ cũng được. À, còn mấy thằng quân đâu ấy? Đây à? Bọn này không dám vào đánh nhau, đứng ngoài này. Đây rồi, Berserker. Our hidden units have been discovered. Ôi, Berserker đánh nhau với Watch From, sợ. Phi lùm ác quá nhỉ. Ủa, này phi lùm dữ quá. Cùng tên nói bắn cấp tập ở đầu nó thế nào. Nó chú luôn này chết mất mất quân của mình ấy. Oh,
Ôi đội Berserker bị tên bắn chết nhiều thế. Rút lại nào. Đúng rồi, nó không có giáp mà. Soul Master tiến lên. Missile Warriors. Mấy thằng cung này bắn kiểu gì nhỉ? Quá strong, rất mạnh. Quá strong và Soul Master thì có thể gọi là ngang ngang nhau. Mặc áo kẻ kẻ này vãi thật. Master vẫn rất khỏe. Cứ khét xung trận. Mấy anh Berserker chém rất nhiều. Mặc dù nó chỉ có 80 thằng mà. Một đơn vị của nó có 80 thằng. Ít hơn rất nhiều so với Soul Master. Rồi chúng ta sẽ khôi phục một cái quốc gia ở đây lên. I live to serve my people. Khi khôi phục một quốc gia lên như này thì mặc định chúng ta sẽ có luôn cái nước đấy làm đồng minh đây, và chúng ta sẽ chơi với nó luôn. Tuy nhiên là nó sẽ chịu bởi vì nó mình khôi phục phục quốc cho nó mà. Và bọn này thì thiên về kỵ binh này. Đây, kỵ binh của nó rất mạnh đấy. Như vậy là mình có thể yên tâm ở một cái khu vực phía bên này rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ qua lượt và thằng này nó sẽ tấn công vào đây. Chắc chắn là như vậy luôn. Các công trình của bọn này thì mình không dùng mấy. Ta phải để lại cái công trình này. Thằng này chắc nó sẽ chiếm lại đây. Nhiệm vụ quân đội chúng ta chuẩn bị rồi. Khôi phục cái vùng đó. Có thêm một đồng minh nữa.
Thật là mệt người. Tại sao thằng này lại chiến tranh với thằng Obsidian Kingdom kia? Rất tiếc mình không thể tham chiến cùng được. We have simple needs. All we ask is a small... Nó thích tham chiến cùng cho tham chiến cùng. Đồng minh đồng khó nhiều lúc mệt lắm. Cộng 5 trung thành à? À tốt. Rồi La Mã đã kiểm soát được cái tỉnh kia rồi. Hai công trình cộng đồng rồi. Ba công trình. À, vùng này là để mình phát triển quân đội mà. Chiếm được cái cảng bên dưới kia là mình sẽ có 1, 2, 3. Trước tiên là phải xây cái điện thờ đấy. Các cái vùng đất này thì có vẻ yên nhỉ. À, tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học lên nữa. 3, 7 mới có thể tăng trị an được. Tốt rồi. Các cái vùng lãnh thổ của mình bây giờ là ổn. Quân đoàn này có khả năng sẽ được cử lên phương Bắc. Nhưng mà phía Bắc của mình có gì phải lo đâu nhỉ? Có thể là đóng quân ở đây đi. La Mã nó còn quân ở đây này. Cả này. Ôi nó phá hết công trình. Vãi cả cái bọn Rome. Ra đây phát đã. What is the hold up? Định tái chiếm lại cái cảng của mình à? Mấy thằng La Mã thì chắc là chưa có gan đấy. Đây, chúng ta sẽ cần 3 công trình quân sự. Tiếp tục thành lập thêm các cái hạm đội nữa. Pausing, my lord. Không có quân à? Đi đâu hết rồi cô? Ai chờ? Các quân đoàn của La Mã ở đây đông ghê nhỉ? Nó có xe bắn đá, nó sẽ thủ ở trong làng, nó không chịu ra đâu. Trận này đánh không ổn.
Stragglers will be left behind. Ấy, tuyển được 3 đội kỵ binh này này. Giáp 125. Ờ, bọn kỵ binh đấy mạnh thật đấy. Bọn kỵ binh La Mã này mạnh thế nhỉ? Tuyển vài thang cũng được ý. Ta bắt đầu đưa lực lượng sang bên kia bờ biển rồi. La Mã còn đông lắm, mà tiền của mình hết rồi, bây giờ mình không thể tăng quân được. Tăng tiền, tăng thu nhập. Vẫn có quân phòng thủ. Suy bi. Xây cái nhà lính ở đây. Đông quân đấy, chuẩn bị một cuộc chiến không dễ dàng với quân La Mã ở đây à? The goddess speaks to me. Cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau, nguy hiểm lắm. Sau đó nó thỉnh thoảng nó vui vui, nó quay sang nó bam mình thì là xong phim. À, sinh con. Sinh con à. Gì đấy? Giảm ảnh hưởng phe mình xuống à. Có vẻ mọi chuyện nó không... Hai thằng này đánh nhau với thằng Sư Thác à? Đánh nhau với mấy thằng Thác Xe à? Mệt ghê nhỉ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.